This is all I ever wanted, all I ever dreamed of. Mom, Dad, I want to be a fashionista. Lee, you have a long day tomorrow. Just go to bed. Did you hear? They're offering a scholarship for a fashion academy. But this is such a good opportunity for Lee. No, I know my daughter and she's staying with us. Hey, we should give her an opportunity at least. Are you underestimating me? Just because I'm so country girl? Listen, I don't know what you see me for, but I don't think you're gonna come back. Watch out! Thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn, nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy